quý vị, cái cây cây nước mà nó có nóng vòi nóng lạnh của Thái Lan thì làm cái nhựa trong đó, và một số bộ phận hoa sen này đó, hoặc là những cái phần khác nó có phần nhựa. Chính Trần Huỳnh Duy Thức đã giết chết em cái anh chàng năm 1993 đó là vì nó chưa trả tiền kịp. Như vậy việc hành động cái một anh là đứng trên cái máy máy ép nhựa, cột cái dây của mình trên sàn nhà và đẩy chân ra để thắt cổ, đó là hành động giết người của Trần Huỳnh Duy Thức, mà quý vị đòi gọi đó là người tù lương tâm. Xin lỗi các anh công an trong thành phố, các anh bắt Trần Huỳnh Duy Thức là các anh bắt về các điện thoại và các những cái máy tính đó, các anh chưa nắm được những vấn đề mà sau này tôi sẽ khai ra tất cả những điều đó về Trần Huỳnh Duy Thức, về các cái công ty điện tử của Trần Huỳnh Duy Thức. Chưa nói bây giờ, chỉ riêng việc giết người thôi thì tôi yêu cầu quý vị, những đại gia nào bên Việt Nam, những đại gia nào bên Mỹ, sau khi thấy cái video clip này là thật và tôi sẽ làm tám tự tư, tôi yêu cầu công an giúp tôi thôi để lấy ra hồ sơ có phải cướp đất cướp nhà của tướng Sang không, mà có cạo sửa không, rồi trong khi mà bị bắt có ký tên và gia đình tướng Sang bỏ ra bãi này ở cầu Băng Ghi. Lúc đó nếu tôi nói thật, quý vị hãy giúp chúng tôi 20.000 đô la để làm sao điều tra ra được cái anh thợ ép nhựa thắt cổ chết. Mà ngành nhựa trong Sài Gòn Chợ Lớn ai không biết tôi, mà tôi biết tất cả mọi anh em, mà có bao giờ tôi làm hàng nhái của anh em không? Xin lỗi, tôi nói cái thằng thông minh nó là innovation, nó sáng kiến ra, còn thằng ăn cắp nó giống như con khỉ, như Trung Quốc lấy cái hàng nhái thôi, là imitation, là bắt chước. Và buôn bán đâu có phải dễ như vậy, mình phải gối đầu cho người ta, bây giờ người ta trả tiền chưa kịp mình đẩy người ta vào cái chỗ thắt cổ. Thì tôi mong rằng khi tôi đưa ra vụ án này, tôi rất căm phẫn khi nhìn Trần Huỳnh Duy Thức rất là mập, cha mẹ mập lắm, đủ hết rồi, bay qua bên 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 châu Âu, bay qua Mỹ họp, tôi thấy mà tôi không nói. Tôi có một tội ngày hôm nay tôi nói với quý vị, khi tôi bị thương hai lần ở mặt trận Quảng Trị, Trung tá Cảnh mới nói là mày về coi đại đội phụ với lại anh Chánh ở đại đội chỉ huy đi, coi cái cây súng cối 81. Anh Chánh đang còn sống này, ở Mỹ này chứ không đâu. Anh Thạch đây đại đội trưởng tôi còn sống đây. Thì có bắt một cái rất nhiều nhiều tù binh, chúng tôi đâu có cùng, chúng tôi lấy dây điện thoại trói tay ở đây ngồi phía đó mà cho ăn đầy đủ. Nhưng hôm thằng bạn tôi là Nguyễn Tấn Phân Phương, là anh họ của đại tá Hồ Cẩn bị bắn chết, thì cũng lúc đó bắt được một ông thượng tá của Việt Cộng ở sư đoàn 320 hay 324 gì đó, ông già rồi. Thì anh Chánh anh hỏi mày cấp bậc gì, anh nói tao là chà binh bét chạy ngoài bắn bu bơ, tức lên tôi đứng tôi đá anh thượng tá đó. Mày già giờ sao mày đi binh ngoé được, mày sao là chạy vòng ngoài bắn bắn bu bơ được. Thì cái cặp mắt của đại trung úy Chánh, đại đội trưởng tôi lúc đó nhìn tôi với một cặp mắt khinh miệt, và tôi nhớ đến giờ này. Tôi không bao giờ đánh một người ngã ngựa, tôi chỉ tố cáo và yêu cầu lại công lý và sự bồi thường cho cái gia đình mà anh Trần Huỳnh Duy Thức giết.